Bà này tôi xin đứt nha, tại vì nó có học thức vấn đề đặc biệt. Thứ nhất, các bạn nắm được một số các vấn đề về giải phẫu, nên giải phẫu và sinh lý của trẻ em. Đó là hô hấp thì nó cũng cần quan tâm người lớn. Trong phần bài này không trình bày lại các cái cấu trúc về giải phẫu cho các bạn, mà chủ yếu muốn nói lên các cái đặc điểm về sự khác biệt của giải phẫu và sinh lý ở đây, và những cái khác biệt đó nó có liên quan như thế nào đến các cái bệnh lý ở đây. Nhưng các cái mạch máu này rất là mỏng, và chính vì vậy mà ở trẻ em
đặc biệt là trẻ dưới 3 tuổi, các bạn thấy nó rất dễ bị gì, để máu cam. Người dân mình thường hay nói là trẻ máu cam, nó vỡ các cái mạch máu nhỏ trong hạt mũi và nó chảy máu, có thể do gì? Thời tiết trời buổi trưa thì ấm, nhưng tới chiều tới tối hoặc là sáng thì nó lạnh. Cái sự co nở của các cái mạch máu nó sẽ làm vỡ các cái mạch máu và để mình bị chảy máu. Một cái sang chấn nhẹ cũng có thể gây ra bé bị máu mũi. Xoát hàm xuất hiện từ lúc mới sinh, còn xoát sàn thì phát triển dần cho tới 2 tuổi. Xoát bướm và xoát trán thì phát triển từ 2 tuổi cho tới lúc hiện thì. Có nghĩa là mỗi một thời điểm khác nhau thì các cái xoát này nó xuất hiện khác nhau. Và chính vì vậy đây là cái các bạn cần phải chú ý, chứ không phải em bé nó viêm xoang và xoang nào nó cũng bị viêm. Với những thời điểm thì nó học có có xoang. Mũi hầu thì trẻ sơ sinh thì khoang hầu động nó hẹp do cuộc sống của nó thẳng. Cuộc sống của người trưởng thành, của những trẻ lớn nó là sao các bạn? Nó cong. Chính vì vậy mà đặc điểm của trẻ sơ sinh nó khác biệt ở chỗ nào? Tôi lòng cái phần mục tiêu thứ ba ở đây. Khi cấp cứu một người lớn, các bạn làm một cái việc gì đầu tiên, đặc biệt là hóa ngửa cổ, ngửa làm sao? Ngửa tối ra để làm gì? Để cho đường thở nó thẳng. Bây giờ cột sống của em bé này nó lại thẳng. Nếu các bạn ngửa cổ mình nhân tối ra thì sao? Cái gặp ngược ra sao? Và chính vì vậy mà đây là cái sự khác biệt. Vì vậy các bạn chú ý, đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhũ nhi khi cấp cứu, tôi chỉ cần tư thế trung gian là mắt cái đường thẳng lên trần là vừa, chứ không cần phải ngửa cổ tối đa như là ở người lớn. Tổ chức liên phô ở niêm mạc thì chưa có phát triển, và chính vì vậy mà bé rất dễ bị nhiễm trùng. Tới khi nó phát triển thì nó lại rất dễ bị nhiễm trùng, và cái tình trạng nhiễm trùng này nó là tình trạng quá phát. Có những em bé các bạn chưa có gặp, nhưng nếu thử các bạn hạ một số bé, các bạn hạ học nó ra hai cái hạt thận nhân, hạt amida của nó rất là to, nó bít hết cả cái họng. Amida là tổ chức lympho, VA là tổ chức lympho, nó có tác dụng là chống lại bệnh, nhưng giai đoạn đầu thì nó chưa có phát triển, chính vì vậy khả năng chống bệnh thì nó không có, mà nó lại là cái ổ dễ bị nhiễm trùng. Bởi vì cái vùng hậu họng là cái nơi đi vào của thức ăn, vi trùng rất dễ. Hạt thận nhân thì phát triển tối đa từ 4 tuổi cho tới 6 tuổi, và 10 tuổi và lớn thì nó sẽ teo dần. 10 tuổi bắt đầu lớn lên thì nó sẽ teo. Đó là những cái các bạn cần phải chú ý. Ở trẻ thì thanh quản nó hẹp. Thanh quản nó hẹp và thành của nó mềm, nó có nhiều mạch máu, cho nên nó rất dễ phù nề và gây cái tình trạng khó thở. Trẻ em từ 6 tháng cho tới 6 tuổi là cái thời điểm rất dễ bị viêm thanh quản. Các bạn có bị không? Người lớn có bị không? Đó, nhưng gần như là không có khó thở, bất quá là chỉ tắt tiếng thôi, nói không được thôi, hào hào thôi. Nhưng em bé, các bạn mới nãy thấy là gì đó, cái diện tích của nó rất là hẹp, thì chỉ cần cái vùng phù nề nó tăng lên tí xíu là cái khoảng cách hay cái diện tích còn lại nó tích rất là nhiều, và chính vì vậy nó sẽ gây tình trạng khó thở cho em bé. Vì vậy mình cần phải chú ý trong cái ở em bé thì cái việc điều trị kháng viêm giảm phù nề là một cái bắt buộc, đặc biệt là ở viêm thanh quản. Đó là những cái mà cần phải chú ý. Các bạn sẽ học cái bài đó sau. Tuy nhiên nếu như viêm thanh quản thì người ta sẽ sử dụng gì? Corticoid để điều trị cái phù nè, adrenaline khí dung để làm điều trị các cái phù nè của các cái mạch máu, để giúp cho bé nó có thể thở lại được dễ dàng hơn. Rồi dây thần kinh dây 10 nó rất là dễ gây co thắt, nó phản xạ mạnh hơn so với người lớn. Và nó gây co thắt. Dây thần kinh 10 này nó phản xạ như thế nào? Mình cũng có, ví dụ như vì một cái lý do là đó mình rơi xuống nước chẳng hạn,
từ cái động tác như đó, co thắt cái dây thanh âm để tránh cái tình trạng nước trào vào trong phổi là có. Ra em bé cũng vậy, nhưng mà chính cái tình trạng co thắt quá mức này đôi khi nó sẽ có hiện tượng là gì, em bé chết đuối nhưng mà khô, em bé nó chết đuối nhưng mà trong phổi không có nước, thì do cái tình trạng co thắt của cái dây thần kinh rồi. Khí quản thì em bé có nhiều mạch máu, đó là cái đặc điểm chung, và tương đối khô do các cái tuyến nhạy nó chưa có phát triển. À, chính vì vậy mà loại trừ các cái chất dơ, các cái bụi ra rất là khó. Sụn khí quản thì mềm và dễ bị biến dạng và dễ bị viêm nhiễm phù nề. Khí quản cho tới phế nang thì có 23 lần phân chia, cái này các bạn sẽ xem cái hình sau. Và tiểu phế quản thì ở lần phân chia thứ 20. Tuy nhiên chức năng trao đổi khí thì bắt đầu từ lần phân ngắn thứ 17, người ta còn gọi đó là tiểu phế quản hô hấp. À. Rồi, cơ hấp thì cơ hấp chịu sự chi phối của vỏ não, nhưng vỏ não thì lại chưa có được phát triển, chưa có được hoàn chỉnh, cho nên đặc biệt là trẻ sơ sinh nó rất dễ có những cơn ngưng thở. Nó thở như này xong nó ngừng và nó lại thở tiếp. Nếu cơn ngưng thở nó ngắn dưới 10 giây và không có thay đổi về tri giác, không có thay đổi về các cái vấn đề khác, thì người ta gọi đó là cơn ngưng thở sinh lý. Và cơn ngưng thở sinh lý không ảnh hưởng tới em bé. Càng lớn lên vỏ não nó phát triển thì nó sẽ mất. Khi ngủ thì nó sẽ bị nhiều, còn khi thức nó sẽ ít hơn. À, lồng ngực thì nó mềm, xương sườn nằm nghiêng chéo và có hình bầu dục, nên rất dễ bị biến dạng và giảm sức cản. Và chính vì cái lồng ngực nó mềm như vậy, cho nên nó sẽ có một cái dấu hiệu mà ở người lớn hoặc trẻ lớn nó không có, đó là dấu hiệu rút lõm ngực. Nha các bạn học của skill rồi đó, học ANCI rồi đó, rút lõm ngực là 1/3 dưới của lồng ngực. Lõm vào ở thì hít vào, khi hít vào thì 1/3 dưới của lồng ngực đó nó lõm vào. Nha, thì bây giờ chính cái lồng ngực mềm và có thêm tình trạng suy hô hấp, cho nên nó vận dụng cơ hoành, nó sẽ có dấu hiệu rút lõm ngực. Còn nếu trẻ 5 tuổi trở lên thì lồng ngực nó bắt đầu nó cứng rồi, nó không còn cái dấu hiệu đó. Nó chỉ có hai dấu hiệu để đánh giá suy hô hấp là co lõm hõm ức và co kéo các cơ liên sườn. Dấu hiệu rút lõm ngực không còn nữa. Sau đó nó sẽ lớn lên, hình dạng nó sẽ thay đổi và các cái cơ nó sẽ hoàn chỉnh lại từ từ. Rồi, phế quản phổi thì các phần này các bạn giật ít một số cái của tôi. Trước khi sanh thì nó có 5 giai đoạn. Sau khi sanh thì nó phát triển từ từ cho tới 2 tuổi. Từ khi sanh cho tới 2 tuổi thì nó sẽ hoàn chỉnh. Chính xác hơn cái một số này sẽ là 18 tháng. Và chính vì nó còn phát triển sau sanh trong vòng 24 tháng đầu, cho nên ở trẻ nhỏ giai đoạn trước 24 tháng nó có một bệnh lý mà những trẻ lớn không có, đó là viêm tiểu phế quản cấp, do các cái cơ vòng recessen của nó chưa có hoàn chỉnh, cho nên nó sẽ có bệnh lý là viêm tiểu phế quản cấp. Trên 2 tuổi các cái cơ vòng này nó đã ổn định, các cái cụ thể beta 2 giao cảm nó đã ổn định, cho nên nó không còn cái bệnh lý viêm tiểu phế quản cấp. Rồi, 5 giai đoạn đó là gì? Giai đoạn thôi, giai đoạn giả tuyến, thành lập ống, thành lập túi và thành lập phế nang. Được chưa? Ở đây tôi sẽ học bắt buộc các bạn giai đoạn thành lập túi là gồm có cái gì, tầng tuần trên máy, tầng tuần trên máy. Các bạn nhớ giùm tôi tên của 5 giai đoạn và thứ tự xuất hiện của các giai đoạn. À, được chưa? Giai đoạn sau sinh thì các tế bào nó tiếp tục phát triển tới 2 tuổi. Và từ 2 tuổi trở lên thì bây giờ nó ổn định rồi, thì các tế năng nó bắt đầu nó phát triển về kích thước. Lớp cơ, đây là cơ vòng nó sẽ xem, nó sẽ lan dần tới các tế năng ở tuổi thanh niên. Dây thần kinh 10 và các dây thần kinh tuyến nó cũng sẽ thành lập và nó ổn định
từ lúc sanh. Phần này trong bài của các bạn học đó, các bạn ghi chú thêm nhờ. Đối với cái hệ hô hấp, đặc biệt là các cái đường thở, các cái phế quản, thì nó chịu ảnh hưởng của hai hệ thần kinh là thần kinh giao cảm và thần kinh phó giao cảm. Thần kinh giao cảm đó là các cái dẫn xuất là adrenaline và noradrenaline, nó có tác dụng làm giãn phế quản. Adrenaline thì nó tác động lên cụ thể alpha và beta trong hệ hô hấp, trong các cái đường thở chủ yếu là cái gì? Alpha, beta, beta. Và chính hệ thần kinh giao cảm nó tác động lên beta 2 giao cảm, nó sẽ có tác dụng làm giãn phế quản. Và cái thuốc mà mình hay sử dụng để làm giãn phế quản đó là Ventolin hay là Salbutamol, nó là dẫn xuất của nó là kích thích beta 2 giao cảm đó. Còn đối với hệ phó giao cảm thì nó thường thông qua dây thần kinh 10 và có tác dụng là co cơ trơn. Ví dụ bệnh nhân hít phải bụi, phấn hoa, xúc động quá mức ha, thì nó cũng có cái tình trạng co thắt cơ trơn phế quản. Kích thích phó giao cảm đó là khói bụi, thuốc lá hoặc là xúc động. Một cái dẫn xuất của atropine đó là ipratropium, nó có tác dụng ức chế phó giao cảm và dẫn tới cái tình trạng là giảm cái thành trạng co thắt phế quản. Phế quản vậy hai thuốc được sử dụng trong giãn phế quản trong nhiều bệnh nhân đó là Ventolin và ipratropium là dẫn xuất của atropine. Tại sao hai thuốc này người ta không sử dụng tương đương với nhau mà người ta lại ưu tiên sử dụng cái này? Đây là lý do. Thứ nhất, thằng này nó ức chế phó giao cảm cho nên nó đi cái con đường gì? Đường phía sau, con đường chậm hơn. Còn thằng này tác dụng trực tiếp lên beta 2 giao cảm này, mở các cái cơ vòng nó sơ sơ. Vì vậy mà trong hen phế quản là ưu tiên hàng đầu là thuốc giãn phế quản. Nhớ không? Đó, câu hỏi thì con trả lời. Chất surfactant, cái này ai cũng biết, đây là cái chất hoạt diệt, nó lót ở mặt trong của các cái phế nang, nó giúp cho các cái phế nang không bị xẹt lại ở cuối thì thở ra nha. Nó cho tế bào phế nang loại 2 tiết ra từ tuần thứ 24 khi bắt đầu tiết là tuần thứ 24, trước đó là gần như không có. Vì vậy những trẻ sinh ra từ tuần thứ 24 đến tuần thứ 32 là gần như chắc chắn là nó thiếu các cái chất sự phát sạch trong lòng các tế này. Và vì vậy nó dễ bị bệnh gì các bạn? Bệnh lý nằm trong phổi xẹt lại ở cuối thì thở thở ra. Thành phần chính là cái này các bạn biết. Tiếp theo, cái chất này nó làm giảm sức căng bề mặt và là chống cái lại cái lực đàn hồi của phổi, giúp cho phổi không có bị sệt đàn. Còn nếu như mà không đủ thì nó bị bệnh lý mạch trọng. Chất surfactant được kích thích tạo bởi các cái glucose hoặc TQS và các cái hormone giác sạc. Thì đây là các cái nghiên cứu người ta thấy. Và chính vì vậy cái này là bác sĩ sản người ta ứng dụng nhiều hơn. Đó là gì? Người ta sẽ sử dụng các cái corticoid để giúp cho mẹ, giúp kích thích trưởng thành phổi cho bé. Tuy nhiên do bé nó sanh non cho nên các cơ quan đều có cái tình trạng bị giảm chức năng hết. Vì vậy chỉ bổ sung thông một phần thành cũng chưa đủ và chúng ta phải hỗ trợ toàn bộ cho bé. Chứ không phải tôi nói là bé này nó sanh non, trước đó tôi chích hai mũi glucose và TQS cho mẹ rồi chắc có đủ không phát tăng rồi làm sao, cái đó không chắc nha. Về các cái sinh lý thì các bạn nhớ cái phần phía dưới này là tôi hơi phần trên không cần. Thứ nhất, dung tích sóng là của trẻ sơ sinh là 66 ml trên ký, thể tích khí lưu thông đây là con số quan trọng nhất, 6 ml trên ký. Tần số hô hấp thì từ 40 cho tới 50 đối với trẻ sơ sinh, trên 60 là thở nhanh.
được chưa? Rồi trẻ càng lớn thì tần số thở nó sẽ càng giảm. Hôm nay các bạn biết thêm thôi, tôi không cho bác học, nó tốn nhiều quá. Rồi trong trường hợp mà khi bệnh nhân cần phải thở máy thì các bạn cần phải chú ý nhiệt độ của khí thở và độ ẩm của khí thở rất quan trọng. Nếu bệnh nhân chỉ có thở oxy mà ngắt, ví dụ nửa tiếng một tiếng, thì các bạn không quan tâm nhiều tới phần này. Nhưng nếu bệnh nhân phải thở máy, thở oxy cả nửa ngày trở lên thì cái thông số này rất quan trọng, nó làm khô lên mạng đường thở. Nếu chúng ta không quan tâm tới làm lạnh đường thở, và chính vì cái làm lạnh đường thở nó cũng có thể lên co thắt của các cái phế quản và các cái thế này, các phế quản, các cái tử phế quản. Và chính vì vậy mà ở người nhu cầu tối thiểu của hơi nước là 33 mg/lít, và tốt nhất là 43 mg/lít ở 37 độ C. Đó là cái điều kiện tối ưu. Tần số hô hấp thì các bạn thấy nó sẽ giảm dần dần đối với trẻ lớn. Và một cái chú ý nữa đó là khi các bạn so sánh bệnh nhân này tắt bao nhiêu lần hô hấp, bao nhiêu lần, tôi ví dụ một chút xíu các bạn sẽ học một cái A bài EC, các bạn học siêu cũng có là nhịp thở lớn hơn 40 lần, lớn hơn 50 lần, lớn hơn 60 lần so với lứa tuổi thì mình gọi là thở nhanh. Nhưng nếu các bạn đánh giá đây là siêu hấp mức độ nào hoặc khó thở mức độ nào thì các bạn sẽ so với tần số sinh lý của em bé, chứ tôi không có so với con số 40, 50 và 60. Đấy rồi, nha. Kiểu thở của sơ sinh thì em bé nó chỉ thở bằng mũi, lúc nãy người ta nói rồi, thở bằng bụng và có nhịp thở không đều. Nó có cơ ngưng thở ngắn, sinh lý dưới 10 giây, không có siêu hấp, không làm chậm nhịp tim. Nếu trên 15 giây có siêu hấp, có chậm nhịp tim, có tiến tái là bệnh lý. Hoặc là nó sao sơ sinh rồi mà nó vẫn còn thì có vấn đề, nó có tổn thương não hay không, nó có bệnh lý gì ở não hay không, chúng ta cần phải kiểm tra. Đối với trẻ nhũ nhi thì đây là kiểu thở ngực và bụng, nha, chú ý cái điểm đó. Một số các cái đặc điểm, mục tiêu thứ ba đó thì đặc điểm bệnh lý hô hấp thì tuổi khởi phát bệnh nó sẽ tương đồng với cái sự phát triển của các bé hệ hô hấp. Ví dụ như lúc nãy tôi nói trẻ dưới 24 tháng thì có một cái bệnh lý, trẻ lớn không có, đó chính là viêm tiểu phế quản cấp. Cơ quan hô hấp đặc biệt nhất là phổi có khả năng bù trừ tốt, nên cái mức độ bù trừ của nó rất là thấp. Chính vì vậy mà bé rất dễ bị siêu hấp, bé nó dễ có tình trạng tắc nghẽn do cái đường thở nó hẹp hơn so với người lớn. Và ở xe thì nó rất dễ bị các cái bệnh lý về nhiễm trùng. Rồi, đó là bài thứ nhất.